Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính ra tay triệt hạ Vũ Đức Đam vì sao? Vũ Đức Đam là người tiền nhiệm của ông Phạm Minh Chính với vai trò là bí thư tỉnh Quảng Ninh. Ông Vũ Đức Đam được đánh giá là cần cù, mẫn cán, được khá nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên, trong chính phủ không mấy ai ưa ông Vũ Đức Đam. Đó là một thực tế hiển nhiên. Đến sau Vũ Đức Đam làm bí thư tỉnh Quảng Ninh, tuy nhiên Phạm Minh Chính lại khôn hơn nên bắt tay với Trung Quốc xây dựng đặc khu kinh tế Vân Đồn, nhờ đó đẩy kinh tế Quảng Ninh tiến lên. Thành tích đưa nền kinh tế của tỉnh đi lên là thứ yếu, điều quan trọng nhất là ông Phạm Minh Chính bắt được mối quan hệ tốt với Bắc Kinh. Và đó là lý do tại sao Phạm Minh Chính lên đến chức Thủ tướng ngày hôm nay một cách hết sức bất ngờ. Việc ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng còn ông Vũ Đức Đam làm thuộc hạ là một trật tự chéo cẳng ngỗng. Tuy nhiên, thế lực Vũ Đức Đam không mạnh nên đành phải chấp nhận. Ông Vũ Đức Đam là một trong số ít người được đánh giá là có năng lực. Tuy nhiên, trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ai có năng lực thì thường bị đì. Vì nếu thả tự do, thường người giỏi sẽ bị lấn lướt. Để đi một thuộc hạ thì không khó gì. Việc đơn giản nhất là giao cho người đó một việc khó để họ không thể hoàn thành là có thể hạ bệ được. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam. Chống về dịch là một công việc cực khó và đầy rủi ro. Từ đầu năm 2020, Việt Nam đã hứng chịu nhiều đợt bùng phát của đại dịch. Tuy nhiên, lúc đó ông Nguyễn Xuân Phúc đã đẩy việc cho ông Vũ Đức Đam. Nguyễn Xuân Phúc là người có năng lực rất kém cỏi, đẩy cho Vũ Đức Đam làm việc đầy rủi ro thì lúc đó mới có lý do đỉ ông phó thủ tướng này. Tuy nhiên, suốt năm 2020, ông Vũ Đức Đam chống dịch khá tốt và uy tín lại lên cao hơn bao giờ hết. Thực ra, lúc đó ông Vũ Đức Đam đã gặp may. Dịch COVID-19 đến Việt Nam rồi rút đi mà không gây ra những trận đại dịch lớn. Tuy nhiên, việc dịch đến rồi dịch đi ấy không có nghĩa là nó đi luôn, mà rất có thể nó sẽ quay trở lại. Và khi dịch trở lại, nó sẽ dữ dội hơn rất nhiều lần. Vũ Đức Đam, không ai ưa một con người ông Vũ Đức Đam mà bị giam ở ghế ủy viên Trung ương Đảng ba khóa là điều rất bất thường. Làm phó thủ tướng từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng đến giờ, những người yếu kém bị đỉ không nói gì. Nhưng con người năng nổ mà cứ bị đỉ suốt ngày thì đấy là một hiện tượng bất thường. Hiện đang có những thế lực không muốn nâng đỡ ông Vũ Đức Đam lên nữa. Thế lực đó đã dần dần lộ rõ, đó là thế lực Phạm Minh Chính. Tiếp nối Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Minh Chính giữ Vũ Đức Đam ở vị trí phó thủ tướng kiêm luôn chức trưởng ban phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Chính là một người thông minh. Nếu ông Chính gánh vác nhiệm vụ chống dịch mà chống dịch không thành công thì thế nào cũng bị người dân chửi rủa. Nếu cơn đại dịch ập đến, quần cho xã hội tan nát, lúc đó cả dân và Bộ Chính trị đều chỉ trỏ vào Vũ Đức Đam mà chỉ trích. Quan trọng nhất là Bộ Chính trị, nếu nhìn thấy tì vết ở nhiệm kỳ thì đại hội kỳ sau Bộ Chính trị sẽ cho ông Vũ Đức Đam rớt khỏi vị trí quyền lực này. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Từ cuối tháng 5 đến giờ, dịch bùng phát quá mạnh làm cho xã hội hoang mang. Có ngày số người chết lên đến con số gần 400 người. Đây là kết quả tồi tệ nhất trong suốt gần 2 năm qua. Người chịu trách nhiệm chính là ông Vũ Đức Đam chứ không có ai khác. Với chức trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ông Vũ Đức Đam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả tồi tệ này. Mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đây là một bài toán cực kỳ khó khăn. Ông Vũ Đức Đam mà không chống dịch tốt thì mọi người và mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu ông. Và thực tế thì mục tiêu này hoàn toàn thất bại. Dịch bùng phát khắp nơi, người chết như ngả dạ. Chính phủ ra đủ thứ lệnh cấm và hiện nay không chỉ nhân dân hoảng loạn mà doanh nghiệp cũng đang đối diện với nguy cơ phá sản hoảng loạn. Bài toán giờ đây không còn là mục tiêu kép nữa mà là mục tiêu đơn, mục tiêu duy nhất là đẩy lùi được đại dịch. Và dư luận cho rằng ông Phạm Minh Chính là ngựa kẻ cơ hội. Thực tế ông Vũ Đức Đam chỉ là một nhân vật nổi trội trong Đảng Cộng sản, chứ không hẳn là người giỏi theo đúng tiêu chuẩn là so sánh với những lãnh đạo ở nước ngoài. Ngay cả một đất nước có nền khoa học mạnh nhất thế giới như Mỹ, người ta cũng bất lực với đại dịch, thì vấn đề đại dịch bùng phát không sớm thì muộn cũng quét qua Việt Nam như một cơn lũ dữ. Và đó là cái kết quả rất xấu
đang chờ ông Vũ Đức Đam. Thực tế là khi dịch bùng phát, rất khó có thể khống chế được đại dịch. Nếu thực hiện việc cách ly tốt, thì người ta cũng thể hạn chế được lây nhiễm, chứ không thể nào kiểm soát được dịch bệnh. Đặc biệt là tại Việt Nam, vaccine đã không được lo và đặt từ trước. Ông Đam nói rằng sẽ khoanh vùng nhanh nhất có thể và gọn nhất như có thể. Ở những vùng chưa thật rõ thì có thể khoanh rộng hơn, nhưng xác định các yếu tố dịch tễ để thu hẹp lại. Và thực tế, ông đã khoanh vùng xanh và vùng đỏ. Vùng xanh là an toàn và vùng đỏ là có dịch. Tuy nhiên, số ca nhiễm ngoài cộng đồng lại chiếm tới 82% thì có thể nói việc khoanh vùng kiểm soát dịch xem như hoàn toàn thất bại. Khi dịch ập đến, thì ông Vũ Đức Đam đã tỏ ra là một con người non nớt, yếu kém, nên xử lý của chính quyền hết sức lúng túng và đầy mâu thuẫn với nhau. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính cuối cùng đã thay ông Vũ Đức Đam. Theo những ý kiến đánh giá thì dù trong Vũ Đức Đam có nắm chức trưởng ban phòng chống dịch COVID hay ông nào đó nắm chức này thì kết quả vẫn không thể khác được. Cả bộ máy của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như không có người nào có đủ năng lực quản lý, nên gần như chính quyền Cộng sản thả nổi cho dịch tàn phá đất nước, giết chết dân lành. Thực tế, nếu buông thả thì thế nào dịch cũng đạt đến đỉnh rồi bắt đầu giảm dần. Khi để dịch đạt đến đỉnh thì người lãnh đạo chỉ bị chỉ trích. Khi dịch đạt tới đỉnh mà ai thay thế ông Vũ Đức Đam thì người đó sẽ được ca tụng khi dịch đi xuống. Đó là khả năng kiểm soát dịch. Khi chưa có vaccine thì lãnh đạo phải nhận búa diều chỉ trích của dư luận. Và có lẽ Việt Nam có vaccine đại trà thì cũng phải giữa cuối năm 2022, chứ trong năm nay thì chưa thể có sớm được. Vì vậy, ông Vũ Đức Đam sẽ phải nỗ lực chống dịch và đó cũng là cơ hội để ông ghi thêm điểm. Vừa là rủi ro đối với ông Đam, vì nếu để Việt Nam vỡ toàn thì xem như sự nghiệp chính trị của ông sẽ kết thúc vì sẽ không có ai bao che cho ông cả. Và bài toán hất Vũ Đức Đam đã được tính như thế nào? Những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh xem như đã vỡ vụn. Tiếp theo là Bình Dương đã nổ toàn. Nhiều người đánh giá là dịch đang lên đến đỉnh và sắp có chiều hướng giảm. Với bộ máy nhà nước cồng cành và năng lực quản lý yếu kém của quan chức thì dịch bệnh tại Việt Nam xem như là bị thả nổi. Tuy nhiên, dù bị thả nổi nhưng dịch vẫn sẽ lên đỉnh rồi bắt đầu giảm đi. Chọn lúc ngay khi dịch đang ở trên đỉnh, ông Phạm Minh Chính đã hất ông Vũ Đức Đam ra khỏi vị trí trưởng ban chỉ đạo về phòng chống đại dịch. Lúc này, số người chết vì dịch COVID-19 tại Việt Nam đã lên con số hàng vạn người. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2021, ông Phạm Minh Chính đã quyết định hất Vũ Đức Đam ra khỏi vị trí trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19. Việc thay tướng giữa dòng diễn ra khi số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lên đến gần 370.000 ca, trong đó có hơn 9.000 người tử vong và con số này không hề dừng lại. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đã dẹp Vũ Đức Đam qua một bên. Việc làm của ông Phạm Minh Chính rất đúng lúc. Rồi đây, sau khi đạt đỉnh thì dịch sẽ giảm xuống thì người hưởng hết công lao chống dịch lại là ông Phạm Minh Chính, chứ không phải là ông Vũ Đức Đam. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu kết luận của họp cũng đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, trong đó có thay thế kịp thời các cán bộ yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch. Sau cú xoán ngôi ngoạn mục này, hình ảnh ông Vũ Đức Đam đã bị xóa sạch. Giờ ông Vũ Đức Đam không còn là người lãnh đạo có năng lực trong mắt dân chúng, mà trở thành người kém cỏi để dịch bùng phát, làm dân chết nhiều, còn thành tích kiểm soát dịch thì sẽ để cho ông Phạm Minh Chính hưởng. Đây là cách làm chính trị chớp thời cơ. Qua vụ việc hạ bệ này cho thấy ông Phạm Minh Chính đã đẩy được Vũ Đức Đam vào trong bóng tối và rồi đây sự nghiệp chính trị của Vũ Đức Đam khó mà huy hoàng cho được. Vũ Đức Đam lại thua Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 8 năm 2021 với bản tin Phạm Minh Chính ra tay triệt hạ Vũ Đức Đam, vì sao như vậy? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.